xem video hay đọc tin tức tiếng Anh trên điện thoại mà có quá nhiều từ mới. Mỗi lần tra cứu, bạn phải mở ứng dụng từ điển, rất bất tiện và mất thời gian. Giờ đây, với tính năng ống kính dịch trên eJoy English App 2, được ví như phiên bản eJoy Extension trên điện thoại, việc đọc báo, tài liệu PDF, xem các video tiếng Anh trên Coursera, YouTube hay bất kỳ website và app nào sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Lưu ý, tính năng này sẽ chỉ có trên hệ điều hành Android. Video này sẽ hướng dẫn bạn cách bật tính năng ống kính dịch, cách chuyển chế độ và cài đặt nhanh, cách hoạt động của 3 chế độ trong ống kính dịch. Để bắt đầu, hãy mở ứng dụng eJoy và vào phần hồ sơ cá nhân của bạn. Bạn sẽ thấy ống kính dịch với nút bật và tắt, nhấn vào để kích hoạt. Màn hình giới thiệu sẽ xuất hiện giúp bạn hiểu rõ hơn về các chế độ dịch. Ống kính dịch có 3 chế độ: dịch toàn màn hình, dịch một phần và dịch phụ đề. Hãy chọn chế độ yêu thích và nhấn thử ngay để bắt đầu khám phá. eJoy sẽ hướng dẫn bạn từng bước một, giúp bạn dễ dàng làm quen với tính năng mới này. Đừng quên cấp quyền để ống kính dịch có thể hoạt động trên điện thoại của bạn. Dùng xong, bạn có thể tắt tính năng này để bảo mật thông tin của mình. Sau khi ống kính dịch xuất hiện trên màn hình, bạn có thể chạm và giữ để truy cập nhanh và cài đặt. Tại đây, bạn có thể thay đổi chế độ dịch, ngôn ngữ và tắt mở lens một cách dễ dàng. Hãy thử nghiệm chế độ dịch toàn màn hình khi đọc tin tức và tài liệu trên điện thoại. Chỉ với một chạm, toàn bộ nội dung trên màn hình của bạn sẽ được dịch, giúp bạn hiểu ngay lập tức mà không cần rời ứng dụng. Bạn có thể chạm vào bất kỳ đoạn nào để xem chi tiết và tra cứu từ vựng ngay lập tức. Nếu bạn chỉ muốn dịch một phần, chế độ dịch một phần sẽ giúp bạn kéo chọn vùng văn bản và nhận bản dịch tức thì. Với chế độ dịch phụ đề, bạn sẽ xem được video với phụ đề song ngữ. Hãy trải nghiệm ngay ống kính dịch trên eJoy English 2 và biến việc học tiếng Anh trở nên thú vị và hiệu quả hơn.